Hello, xin chào các bạn. Bây giờ bên Canada là vào mùa đông, cũng không trồng trọt được cái gì và cũng không đi du lịch được chỗ nọ chỗ kia. Nên hôm nay mình lại tiếp tục vào bếp và hôm nay sẽ gửi đến các bạn món sườn cháy bơ tỏi. Bên trong thì rất là mềm, ngọt, bên ngoài thì giòn, xốp. Bây giờ mời các bạn cùng đi vào bếp với mình nhé. Đây là thành phần nguyên vật liệu. Sườn mình đã rửa sạch rồi. Các bạn chọn miếng sườn dày dày một chút hay các bạn nhé. Đấy, mình đã rửa sạch rồi, chặt hết cả rồi. Đấy. Chỗ này mình có 1,5 kg sườn. Thường mình làm này cho cả nhà cùng ăn. Đấy. Một muối này. Đường này. Hạt nêm này. Bơ này. Tỏi đã băm nhuyễn này, hạt tiêu này. Vừng đã rang rồi đây. Đây là vừng của Hàn Quốc. Hạt mè đấy, đã rang sẵn rồi. Còn đây là baking powder, baking soda đấy. Và đây là bơ, bơ mình đã cắt ra rồi đấy. Còn đây là bột khoai tây. Và đây là một gói bột chiên xù. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Bây giờ mình cho sườn vào cái xoong này. Cho vào đây hai miệng bằng hai miệng muối của thìa cà phê muối. Hai thìa cà phê đường. Bột nêm hai thìa cà phê. Hạt tiêu chỗ này được gần một thìa cà phê. Và cho một thìa cà phê tỏi. Cái này là baking soda. Mình cho vào đây một thìa cà phê đầy. Bây giờ mình sẽ đảo lên. Mình xóc cho đều, sau đó mình ướp khoảng 1 tiếng cho nó mềm thịt và thấm thịt. Mình xào qua cho thịt ngấm mắm muối, cho vào đây một chút nước khoảng 50 ml để chống bị cháy và mình đậy vung lại, mình đun nhỏ lửa cho đến lúc sôi. Lúc này nồi sườn đã sôi, mình dùng cái cây bằng gỗ này đảo lên cho nó đều. Mình để sôi khoảng 1-2 phút nữa. Lúc này sườn nó sẽ chín được khoảng 50-60% thì mình tắt bếp vớt sườn ra. Lúc này mình sẽ vớt thịt ra một cái bát ô tô. Vì có baking soda, kể cả sau này thịt có chín kỹ rồi vẫn có màu hồng các bạn nhé. Bây giờ mình đi làm bột. Cho 2 thìa canh bột khoai tây và 2 thìa canh bột chiên xù và một chiếc bát. Sau đó mình sẽ đánh nghiền nó lên. Bột khoai tây với bột chiên xù mình trộn lên. Mình hơi dằm ra cho nó nhuyễn ra một chút. Rồi, như này là được. Đấy. Bây giờ mình ra mình chiên sườn. Mình cho dầu nó nóng già lên, sau đó mình sẽ chiên. Cho cái sườn nó tương đối vào. À, cho dầu nó tương đối vào với để nó khoảng độ nó xâm xấp với cái sườn. Bây giờ mình sẽ lăn sườn qua bột.
dầu lúc này là cũng già rồi, tương đối rồi, mình sẽ từ từ mình thả từng miếng một vào. Đấy. Làm kiểu này thì sườn ăn nó rất ngon. Đặt chút nữa cho nó vàng, chút nữa thì mình bật. Để cho nó. Đấy, nó vàng thế là được vậy. Cái này thì nó nhanh giòn thôi. Miếng này mình dở này là được rồi đây. Đó. Miếng này là được rồi đây. Còn miếng này chưa được mình dở lên. Rồi mình dở. Miếng này được mình cắt ra. Mình tiếp tục cho vào rán. Đấy các bạn ơi, dầu nó chỉ cần ngập sấp mặt thôi. Đấy. Mình vớt nó ra. Còn những miếng tiếp tục mình dở đi cho nó đều, vàng đều miếng. Đây là đĩa sườn mình đã chiên xong. Bây giờ mình sẽ đi cháy bơ tỏi. Bây giờ mình dùng một chiếc chảo khác. Đấy, mình cho bơ vào đây. Đồng thời mình cho tỏi vào mình phi luôn. Mình phi cho nó thơm tỏi lên. Ngửi mùi rất thơm rồi đấy. Thơm của mùi bơ tỏi. Không đạt. Đấy. Khi mà bơ tỏi nó đã vàng và nó rất thơm như này rồi, mình sẽ cho đĩa sườn vào. Đấy. Và bây giờ mình sẽ đảo nhanh. Thơm quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ xúc ra đĩa. Thơm quá nhỉ. Quá thơm luôn. Tất cả những cái tỏi mình rắc lên trên đây. Đấy. Tỏi rất thơm. Và bây giờ đoạn cuối cho thêm một chút vừng nữa. Vậy là đĩa sườn cháy bơ tỏi của mình đã xong, nhìn thật hấp dẫn.
Thơm quá các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn nếm thử nhé. Mình sẽ nếm thử một miếng các bạn ạ. Mình cho muối với bột canh như vậy là vừa, muối với gia vị cái hạt nêm đấy. Nếu các bạn thích ăn đậm thì các bạn có thể cho thêm một chút. Thế cái thịt thì nó rất mềm, rất ngọt. Cái bên ngoài của nó thì là rất giòn, thơm lắm. Vừa thơm mùi bơ, tỏi để thêm cả mùi thơm của hạt vừng, hạt mè đấy. Ngon tuyệt luôn đấy. Các bạn ơi, vậy là món sườn cháy bơ tỏi của mình đã hoàn thành, nhìn thật ngon và hấp dẫn. Đấy. Đảm bảo với các bạn rằng cái món này đấy bên trong rất là mềm và ngọt, còn bên ngoài thì rất giòn, thơm của mùi bơ, mùi tỏi và mùi hạt mè rất là quyến rũ. Các con của mình với các cháu của mình nó rất nghiện cái món này. Nếu các bạn yêu thích thì các bạn có thể vào bếp làm mình, theo mình cái món này đi, đảm bảo là sẽ rất được khen ngợi đấy. Các bạn ơi, video của mình cũng dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành, ủng hộ kênh của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và yêu thích thì các bạn cho mình xin một like, một share và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye!